Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer anh em nhé. Và trong kênh của mình thì lâu lâu những cái video review game mới hay là game mobile, game các kiểu thứ thì thỉnh thoảng mình cũng sẽ làm những cái video để giới thiệu những cái con game đang giảm giá và thực sự hay, từ cũ đến mới các kiểu thứ và những cái sự kiện giảm giá các kiểu. Và hầu như những cái con game này mình làm không vì cái mục đích quảng cáo và thương mại gì cả ha, mình chỉ có thể kiếm tiền qua view thôi và những anh em nào ủng hộ donate các kiểu thôi. Nên anh em nào hiểu thì like cho mình ủng hộ mình ha. Cảm ơn anh em. Thì hôm nay mình giới thiệu anh em hai con game rất là hay. Một con game tên là Enter the Gungeon hay là Exit the Gungeon ha. Gungeon thực ra là viết tắt của Gun và Dungeon đó anh em. Nên là mình thường hay đọc Exit the Dungeon hoặc là Enter the Dungeon. Đấy, thì đây là một con game rất là hay thuộc thể loại roguelike, và hai bản game là hai bản phiên bản game kế tiếp nhau cùng chung một cái franchise game thuộc thể loại game roguelike bắn súng, phiêu lưu dungeon các kiểu các thứ. Và game này thật sự là hay, nằm top những cái con game gọi là game dungeon hay nhất mọi thời đại ở trên PC anh em nhé. Thì trên mobile nó sẽ có những cái con game tương tự thì mình cũng đã review trong kênh rồi, sắp tới nên anh em yêu thích thì mình có thể review thêm cho anh em hoặc là review lại, cũng như là những anh em nào mà comment hay những cái con game nào thực sự hay comment ở dưới á, mình sẽ tục review cho anh em. Thì bước vào thế giới của Enter Dungeon hoặc là Exit Dungeon này thì chúng ta sẽ có những cục phiêu lưu chạm trán, những quái vật và những cái cách né chiêu phải nói khó kinh khủng khiếp anh em nhé. Game cực kỳ khó, thể loại bullet hell và kết hợp roguelike thì anh em cũng đã biết rồi, độ khó cực kỳ cao và thậm chí còn có cả co-op các kiểu để anh em có thể chơi chung nữa. Hiện tại game giảm giá kịch sàn luôn, hai phiên bản luôn, và anh em thấy trên màn hình đó, giảm giá đến khoảng 60-61% các kiểu, game rất là rẻ. Và khi anh em mua hai bản game thì anh em chỉ tốn khoảng 3 tô hủ tiếu sáng thôi anh em. Giờ hủ tiếu chắc cũng 35.000-40 rồi anh em ha, chắc được 2 tô thôi, rất là rẻ. Và thực sự thì mình rất là thích cái game này và mình trải nghiệm mà thực sự là mình hơi bị dở trong cái việc phản xạ anh em. Thời gian gần đây mình đột quá, nhưng mình nghĩ những anh em nào mà đã xem kênh mình thì có nhiều anh em tự hào là kỹ năng cao ấy, thì anh em nên được chọn game này. Vừa pixel, vừa hành động hay, cốt truyện thú vị và những cái yếu tố này nọ đầy đủ hết anh em. Và cái phiên bản gọi là Exit the Dungeon ấy, nó mới ra mắt sau này ấy, thì nhìn cũng thú vị, hình ảnh nó cũng lạ hơn chút anh em. Mặc dù đánh giá không tốt phiên bản trước nhưng mà đây cũng là một tựa game hoàn hảo, đặc biệt những con boss được thiết kế rất là chỉnh chu này nọ anh em. Ok, thì nếu anh em yêu thích thì có thể mua hai con game này giảm giá, vừa được game bản quyền vừa sưu tầm, biết đâu anh em có thể truyền lại cho bạn bè anh em xem này nọ các kiểu ha, rất là tốt. Và Steam thì nó sẽ có chức năng là chia sẻ game cho bạn bè anh em nhé, nên anh em nào mà yêu thích thì có thể mua che chung hoặc là sau đó, hoặc là có thể mua và có op chung với những người bạn anh em, được chưa? Và đó là mục đích của mình, và tương lai thì chúng ta cũng sẽ tập chơi những cái con game bản quyền ha. Thời gian sắp tới thì game rách nó sẽ không tồn tại nữa đâu, một lúc nào đó nó cũng sẽ bị cấm thôi. Ok, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Hy vọng anh em hiểu, ủng hộ và tiếp tục theo dõi kênh mình nhé. Bye bye anh em.